Vâng, em Vũ Hùng xin chào toàn thể tất cả các bác và tất cả anh em. Thì trong video này thì em sẽ test chiếc đời Yamaha hiện thoại BC202M. Chiếc đời này thì em test gửi tới anh Sơn ở Bình Phước nha bác nhé. Vâng, và hàng bên em thì luôn là những hàng tuyển chọn cực kỳ là đẹp cho tất cả bác. Và con này thì một trong những số hàng bên em tuyển chọn rất là đẹp về hình thức cũng như là ruột gan cho tất cả bác cùng chơi. Thì về Yamaha BC202M thì nó chạy là 16 sò, công suất là 350W trên kênh. Và dòng này thì đặc biệt nó không có quạt gió nên là rất phù hợp cho tất cả các bác chúng ta vừa nghe nhạc, vừa karaoke cũng như là vừa trưng bày, vừa mang giá trị trưng bày nha bác nha. Thì nó có hai đồng hồ vô cực kỳ đẹp. Và hàng bên em tính cho tất cả các bác đây là hàng đẹp long lanh như thế này nha bác nha. Đấy, các bác nhìn nó đẹp từ trong ra ngoài luôn. Con này thì sử dụng mạch vi mạch công suất kép thì và tản nhiệt qua những thanh nhôm tản nhiệt qua bên ngoài nên không có quạt gió, chạy cực kỳ là êm ái. Chất âm nó rất là hay rồi. Chất âm nó thì miễn bàn nha. Ở đây thì nó hàm đem tiếng thì về chân cánh đây còn nguyên hết nha. Đấy, không sức mé miếng nào luôn, cực kỳ đẹp. Chạm lo còn mới tinh. Con này thì có số series 7106 nha. Cũng có gửi ảnh cụ thể qua cho bác chủ chúng ta rồi. Rồi ok, đường tín hiệu vào thì nó có Canon và 6 ly. Đấy. Em đi vào test chất âm hoạt động của sản phẩm trước khi là đóng gói gửi lên đường cho bác khách của chúng ta. Đấy. Thì hàng này thì bên em vẫn còn hàng nha bác nha. Và giá là 13 triệu bên em đã bao ship toàn quốc cho tất cả các bác nào có nhu cầu thì alo chúng không để sở hữu dòng Yamaha BC202M này. Và hiện tại thì em ghép với nó là đôi lo ôm LX4MK3, đôi lo sử dụng 1W30 tiếp kèn ga. Với đôi lo này thì hiện tại đang có giá là 12.500.000 nha bác nhé. Thì các bác nào có nhu cầu thì alo chúng không. Rồi lê đã nhảy nha, rất là đẹp luôn, cực kỳ đau, các bác nhìn nó vừa u lên màu rất đẹp. Ok rồi, tắt lại em ru luôn nha bác nha. Rồi lên cả hai kênh cho bác cùng lắng nghe.
bác nhé. Tất cả đây hoạt động rất ok. Và các bác nào có nhu cầu mua sắm những bộ sản phẩm karaoke, những combo âm thanh tầm 15 triệu trở lên thì liên hệ cho Quốc Hùng để sở hữu những bộ dàn âm thanh như thế nha. Và ở đây thì Yamaha ABC 2020M giá là 13 triệu và cũng như là loa ôm LX4 MK3 có giá là 12.500.000. Các bác nào có nhu cầu thì liên hệ Trung Hùng, hàng thì bên em luôn sẵn hàng để phục vụ cho các bác nhé. Em xin cảm ơn và hẹn lại tất cả bác những video lần sau. Mọi chi tiết mua hàng các bác liên hệ Trung Hùng qua số điện thoại trên màn hình nhé. Em xin chào và hẹn lại ạ.